Các bạn thì chắc là anh sẽ xin chia sẻ được với mọi người cái nội dung trong buổi hôm nay. Thế thì khi nãy thì cũng thấy thầy khi khi trước khi vào buổi này thì cũng thấy một cái phần trong tiết học của mọi người. Thực sự là thấy thầy cũng đang chia sẻ, hình như môn môn này của mình đang là môn về cũng thiết kế hệ thống phần mềm, thì thầy đã chia sẻ cũng rất là chi tiết và hướng dẫn cho các nhóm rất là chi tiết trong quá trình. Nghĩa là đấy cũng là một cái mà kinh nghiệm rất quý báu của các bạn ấy, trong quá trình học ấy, khi mình hiểu và mình làm thực tế những cái dự án. Thế thì sau này khi mà các bạn vào công ty thì các bạn sẽ bắt nhịp rất là nhanh khi mà các bạn vào làm sản phẩm thực tế. Thế thì, và nhất là những cái mà chia sẻ từ hướng dẫn rất là chi tiết của thầy, từ việc là chuyển màn hình như nào, rồi phân chia các cái nhóm như nào, sử dụng công cụ như nào, thì tin chắc là nó sẽ rất hữu ích cho các bạn trong quá trình sử dụng về sau. Thế và cũng đâu đó thì chính cái nội dung mà anh chia sẻ ngày hôm nay đối với các bạn thì nó cũng cũng góp phần vào trong cái môn mà các bạn đang học. Thế thì các bạn đã thấy là như như vừa rồi thì khi trong nội dung tiết học ấy, thì anh thấy là các bạn đang học về cái quy trình này, từng bước từ cái việc mà mình đang chắc ở bước trước thì sẽ có phần phân tích thiết kế và tìm hiểu để xem xét cái nghiệp vụ mà xây dựng vào trong phần mềm như nào, và đến cái bước vừa rồi thì nó chính là liên kết màn hình hay là vẽ xây dựng ra các cái màn hình liên kết với nhau. Thế và thực ra cái câu chuyện ở đây thì chính Misa thì cũng trong quá trình làm thì các bạn thấy là ở Việt Nam mình ấy, thì hiện nay thì cũng có hai cái xu hướng làm. Thứ nhất là chúng ta có thể là có những công ty về outsource thì chúng ta sẽ là làm những cái phần mềm mà gia công cho nước ngoài. Thế hoặc thứ hai là chúng ta hiện nay cũng có rất nhiều những công ty mà làm thì chúng ta thường gọi là làm product, tức là làm cho chính những sản phẩm, sau đó thì chúng ta sẽ triển khai và bán cái sản phẩm đó, hoặc là làm sao để có triển khai cái sản phẩm đó cho người dùng họ sử dụng. Thì đấy là những công ty mà làm về product. Thì Misa thì là một trong những công ty về làm product, chính là làm sản phẩm. Thế và các bạn sẽ thấy có một câu chuyện là khi chúng ta làm outsource thì chúng ta chỉ quan trọng là chúng ta thi công xong cái sản phẩm theo đúng cái yêu cầu của cái bên mà họ đang đặt hàng của chúng ta. Thế nhưng khi chúng ta làm sản phẩm thì như trong cái ứng dụng vừa rồi mà các bạn đang làm cái phần liên kết màn hình và phân tích thiết kế, thì sau đó chúng ta có một điểm mà rất là lớn đằng sau là chúng ta cái việc mà chúng ta phân tích thiết kế, chúng ta vẽ ra các màn hình đấy, nó mới là ở cái mức là trong quá trình mà các bạn hiểu tìm hiểu về cái nghiệp vụ đó ngoài thực tế nó như thế nào. Thế và chúng ta dựa trên những kinh nghiệm của chúng ta nữa thì chúng ta sẽ và những cái hỏi được phỏng vấn bên ngoài, sau đó chúng ta sẽ đưa ra một cái ý tưởng về cái phần mềm và dựng lên một cái giao diện về phần mềm, ngay sau đó thì chúng ta liên kết các chức năng lại và sau đó chúng ta đi về thi công. Thế nhưng mà cũng không phải là rất nhiều công ty chúng ta đều làm theo những bước như thế, nhưng cuối cùng là cái sản phẩm và phần mềm chúng ta làm ra ấy, nó có ứng dụng được vào trong thực tế hay không, nó có chạy được hay không, hay là cũng rất nhiều những sản phẩm làm nhưng mà sau đó thì khi mà đưa vào thực tế thì nó không phù hợp và chúng ta hoàn toàn không thể bán được, cũng không như là không thể triển khai, không có người sử dụng cái sản phẩm đó. Thế thì đấy cũng là một trong những vấn đề mà rất là khó của những công ty mà làm về sản phẩm, tức là làm sao chúng ta phải làm được một sản phẩm mà người dùng dùng được. Thì chính cái kỹ năng design thinking này nó sẽ giúp cho các bạn khi mà làm sản phẩm ấy, thì các bạn nó sẽ là cái cách thức để làm sao mà chúng ta những người mà làm phần mềm chúng ta có thể làm ra một sản phẩm nó phù hợp nhất và nó hướng đúng với cái nhu cầu của người dùng, thì cái xác suất mà cái khả năng mà chúng ta tạo lên một cái sản phẩm thành công nó sẽ tốt hơn, và cái sản phẩm nó tạo ra nó đúng cái nhu cầu của người dùng, thì đấy chính là cái mà mục đích của cái kỹ năng này nó sẽ mang lại. Thì trong quá trình chia sẻ lúc sau thì anh cũng sẽ mapping dần sang cái việc mà cái người làm phần mềm như nào, cũng như có một số cái ví dụ trong thực tế họ ứng dụng như nào để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn. Thì nó sẽ anh tin chắc chắn là nếu chúng ta thực sự hiểu được cái phần kỹ năng này thì nó cũng giúp ích cho các bạn rất là nhiều trong quá trình sau này khi mà các bạn đi làm đấy, hoặc là các bạn có thể là tự xây dựng công ty của mình, hay là các bạn đi làm, thì chính cái kỹ năng này sẽ giúp cho các bạn biết được cái cách thức để làm sao chúng ta làm ra một cái sản phẩm phần mềm không phải chúng ta làm nó chạy được mà nó sẽ phù hợp với nhu cầu của người dùng. Thì tên của cái kỹ năng này thì chính là cái kỹ năng về design thinking. Thì trong cái nội dung chia sẻ hôm nay thì chia sẻ mọi người gồm 5 phần. Thứ nhất là cũng dữ liệu sơ bộ để mọi người sẽ hiểu design thinking là gì. Và thứ hai thì để cho mọi người dễ hiểu hơn, chứ không phải về lý thuyết, thì chúng ta sẽ cùng xem một vài cái ví dụ minh họa về cách thức họ ứng dụng cái design thinking này trong quá trình mà họ xây dựng những cái sản phẩm như thế nào. Thế và cái thứ ba thì chúng ta cũng sẽ liên hệ sang chính cái ngành mà chúng ta đang làm việc ở đây, tức là chính là trong ngành phần mềm, thì chúng ta sẽ ứng dụng nó trong quá trình phát triển phần mềm, thì vào những cái quy trình phát triển phần mềm ấy, thì chúng ta ứng dụng nó trong bước nào. Và cái thứ tư thì cũng chia sẻ lại một chút cái kinh nghiệm khi mà chúng ta học cái design thinking này thì chúng ta sẽ làm như nào, và những cái kinh nghiệm mà ứng dụng ở Misa. Và phần cuối thì nếu các bạn nào có câu hỏi nào thì cứ mạnh dạn đặt câu hỏi thì anh sẽ chia sẻ, sẵn sàng chia sẻ và trên dựa trên những kinh nghiệm anh cho mọi người thì có thể hy vọng là hỗ trợ được cho mọi người trong quá trình giúp mọi người hiểu hơn về cái kỹ năng này. Thế và
Design thinking là gì? Chúng ta thấy là khi mà chúng ta nghe cái tên của cái kỹ năng này thì chúng ta thấy là nó ngay cái từ design, tức là, và nếu đâu đó chỉ nghe thoáng qua thôi thì chúng ta lại sẽ có thể hiểu nó sẽ là một cái kỹ năng nào đó dành cho những người thiết kế, những cái designer, để họ ấy ứng dụng vào trong cái quá trình mà họ thiết kế những cái mà sản phẩm ở bên ngoài hoặc là những cái bản vẽ thiết kế. Thế tuy nhiên thì khi mà chúng ta hiểu vào sau ấy, nó không phải là một cái kỹ năng dành cho những người designer mà nó là dành cho tất cả mọi người trong quá trình mà chúng ta tìm kiếm những cái giải pháp đấy, và chúng ta sẽ có thể ứng dụng cái kỹ năng này vào. Thế và những người mà ứng dụng design thinking này thì có thể ở trong rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Thế và design thinking hay dịch ra tiếng Việt là tư duy thiết kế thì nó thực ra nó là một cái quy trình. Cái quy trình thì nó tức là các cái bước, một các cái bước tuần tự để đưa ra một cái để thực hiện một việc nào đó. Và ở đây thì cái mục đích của design thinking nó là đưa ra cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Và cái giải pháp này đầu ra của nó có thể là các bạn sẽ tìm ra làm ra được một sản phẩm mới, hay là xây dựng trong quá trình nếu là phát triển công ty chẳng hạn, thì có thể xây dựng một cái mô hình kinh doanh hoặc là một cái dự án phát triển cho một cái dự án xã hội, hay là một cái quy trình làm việc mới ở trong một phần một cái công việc nào đó, trong một phòng ban nào đó ở trong một công ty. Tức là trong rất nhiều thứ chúng ta phải ứng dụng để xây dựng ra cái giải pháp khi mà chúng ta có vấn đề chúng ta cần giải quyết. Thế và design thinking được ứng dụng rộng rãi trong rất rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Thế và đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ và phần mềm thì nó sẽ được ứng dụng phổ biến nhất. Thế và còn lại thì trong những cái lĩnh vực khác như là sản xuất này, xây dựng hay là các cái tổ chức phi chính phủ thì nó cũng đều được ứng dụng vào. Cái quan trọng nhất thì chúng ta hiểu nó là một cái quy trình đưa ra cái giải pháp để giải quyết vấn đề. Thế thì tức là khi mà chúng ta có một cái vấn đề, chúng ta đang gặp phải một cái vấn đề nào đó cần giải quyết, thì hoàn toàn chúng ta có ứng dụng cái tư tưởng và cái quy trình này vào để chúng ta tìm ra cái giải pháp để giải quyết vấn đề đó. Và có cái từ design ở đây thì nó sẽ, cái cách thức hiểu nôm na thì đâu đó nó sẽ giống như cái tư tưởng của những người thiết kế. Những người thiết kế thì khi mà chúng ta thấy là khi mà chúng ta thuê một người thiết kế, họ sẽ thiết kế ra một cái ngôi nhà cho chúng ta, đúng không? Thế họ sẽ phải đầu tiên là họ cũng vẽ ra, hiểu hỏi xem nhu cầu của mình là gì. Thế sau đó thì họ về họ vẽ sơ bộ ra bằng 2D trước. Thế xong lên các cái nhà chúng ta có 3 người và chúng ta muốn là có sân vườn, ngôi nhà này thì có sân vườn và có đủ phòng cho tất cả mọi người một cách thoải mái, có một phòng khách, có một nhà bếp rộng chẳng hạn. Thì đấy là họ sẽ hiểu về cái nhu cầu của chúng ta trước. Sau đó họ sẽ vẽ ra những cái bản vẽ và sau đó cho chúng ta xem, và chúng ta bảo à chỗ này phải sửa một chút, chỗ kia phải sửa lại một chút, thế cái hành lang này phải rộng ra này, cái bếp này như này vẫn nhỏ quá, hoặc là phải đặt ở vị trí này vị trí kia. Thế họ sẽ quay về họ sửa lại, sau đó thì họ lại mang cái bản mà sửa đến cho chúng ta để chúng ta góp ý xem là đã phù hợp với đúng nhu cầu của mình chưa, sau đó họ lại sửa lại. Thì tức là cái quá trình đấy nó cộng tác với cái người mà khách hàng rất là nhiều, và chúng ta cứ sửa, sau đó thì đưa cho cái khách hàng của chúng ta, người dùng chúng ta xem và góp ý, sau chúng ta lại quay lại chúng ta sửa. Thì chính đấy là cái bước mà cái tư duy của những cái người thiết kế, thì khi mà thiết kế ra những cái mà giải pháp hoặc thiết kế nhà ấy, thì chính cái tư tưởng này nó sẽ vận dụng cái tư tưởng là chúng ta trực quan hóa nó lên, sau đó thì cho khách hàng chúng ta xem, sau đó chúng ta quay về chúng ta sửa. Thì những cái bước của cái quy trình design thinking này nó dựa trên cái tư tưởng đó, nên là nó gọi có cái từ design ở trong đó. Và tức là nó không phải là dành cho những người designer chỉ trong lĩnh vực thiết kế. Tuy nhiên thì nó ứng dụng những cái kinh nghiệm và cách thức làm của những người thiết kế vào trong quá trình để ứng dụng được sang trong cái lĩnh vực khác, để giúp chúng ta đưa ra giải pháp để giải quyết cái vấn đề nó tốt hơn. Thế và design thinking thì nó ứng dụng trong rất nhiều những lĩnh vực khác nhau. Như trên màn hình mọi người thấy là trong những cái ngành về kiến trúc xây dựng ấy, thì từ rất lâu rồi thì các kiến trúc sư họ cũng ứng dụng vào trong cái việc mà quy hoạch các cái thành phố, để làm sao mà cái quy hoạch nó thực sự phù hợp với cái người dân địa phương ấy, hoặc là những cái nhu cầu của cái thành phố đó. Trong quá trình họ sẽ tổ chức những cái khu rồi hoạch định nó phù hợp với thay đổi cái nhu cầu của cái thành phố đó khi mà họ đưa ra xây dựng. Thế và thứ hai là trong lĩnh vực thiết kế những cái đồ gia dụng chẳng hạn, thì như những cái xe đẩy trẻ em này, hay là kể cả những cái máy cạo râu ấy, thì họ cũng ứng dụng được nó vào để làm sao mà cái máy cạo râu này nó cũng phù hợp với, chúng ta thấy là có cái về cái sinh cái con người ấy, thì kể cả ngay đến râu thì những cái người ở những địa phương khác nhau, những cái mà thành ở những nước khác nhau đấy, những địa phương khác nhau thì họ cũng có những cái đặc tính riêng, đúng không? Ví dụ người châu Á này thì chúng ta thì rất là ít râu, thế nhưng mà những người mà ở châu Âu chẳng hạn đấy, hoặc những người thì họ lại cái râu của họ rất là nhiều và có thể là lại rất là cứng đấy. Thì chính cái thiết bị này nó cũng phải chế tạo ra phù hợp, làm sao phù hợp với cái đặc tính sinh lý của những cái người dân ở những cái mà nước khác nhau hoặc là những cái mà vùng khác nhau. Đấy, trong lĩnh vực chế tạo những chuyện rất lớn như chế tạo máy bay thì nó cũng hoàn toàn được ứng dụng vào, hay là chế tạo những cái thiết bị công nghiệp như những cái ghế công nghiệp như này thì cũng được ứng dụng vào, hay là trong
thiết kế chính là những cái ứng dụng phần mềm như chúng ta như Uber hay là Grab đấy, thì họ cũng ứng dụng vào để làm sao mà thiết kế cái trải nghiệm gọi xe đấy, nó cũng rất là phù hợp với người dùng, hay kể cả là trong không phải là chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà là trong những lĩnh vực về chăm sóc khách hàng, thì những cái đây là chính là những cái chủ tổng đài hỗ trợ đấy, thì họ cũng ứng dụng vào để làm sao mà tạo ra cái trải nghiệm tốt cho cái khách hàng khi họ có vấn đề gọi lên cái trung tâm hỗ trợ, thì làm sao sẽ họ giúp họ giải quyết được vấn đề và mang lại cái trải nghiệm tốt cho họ, và cái khi mà chúng ta gọi lên chúng ta rất là hài lòng, không chỉ là vấn đề chúng ta được giải quyết mà chúng ta thấy là cái thái độ hỗ trợ và cách thức hỗ trợ nó cũng rất là chuyên nghiệp và tốt. Hay là trong lĩnh vực mà chế tạo những cái thiết bị mà có cái độ phức tạp rất là cao, những cái máy mà chụp MRI để chụp cắt lớp này, thì họ cũng ứng dụng vào để làm sao mà cái bản chụp ra hoặc cái máy nó rất là phù hợp và đưa ra được những cái mà gợi ý tối đa và phù hợp nhất cho bác sĩ phải ra quyết định về những cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Thì tức là chúng ta thấy là trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau, thế khi mà chúng ta hiểu được cái tư tưởng của design thinking thì hoàn toàn chúng ta phải ứng dụng nó vào để giúp cho chúng ta tìm được một cái, đưa ra một cái giải pháp và một cái sản phẩm nó phù hợp với cái người dùng cuối mà chúng ta hướng đến. Thế và cái design thinking này thì nó cũng không phải là mới, mà là nó đã cũng được ứng dụng từ từ đưa ra từ từ khá lâu rồi, từ khoảng 6 từ những năm 1959, từ khoảng hơn 60 năm trước thì họ đâu đó đã bắt đầu có những cái tư tưởng nhen nhóm về design thinking này. Thế và ở trong này thì cũng có cái sự đóng góp của, nếu mọi người đọc tìm hiểu những tài liệu design thinking ấy, thì cũng thấy cái sự đóng góp rất là lớn của ông Simon, Robert Simon này, thì ông ấy là một trong những cái người mà cũng rất là đặc biệt là không có xuất phát từ, tức là học cái base về trong ngành kinh tế, nhưng mà với những đóng góp rất là lớn của ông ấy trong cái lĩnh vực về kinh tế thì cũng đã được trao cái giải Nobel về kinh tế. Thế và ông này cũng là một trong những người, ông ấy không phải là người mà đưa ra phương pháp này, nhưng là một trong những người mà giúp cái phương pháp design thinking này rất là phổ biến tại ra trên thế giới như hiện nay. Thế và hiện nay thì cái môn design thinking này thực ra là mọi người thấy là trên có sẽ có những cái khóa, và tại những trường đại học rất là nổi tiếng trên thế giới như Stanford, MIT hay là Harvard thì họ cũng đều có những cái khóa mà đào tạo cái kỹ năng này. Thế và cũng rất nhiều những công ty lớn như Apple, Google hay IBM hay là rất nhiều những công ty khác thì họ cũng đang ứng dụng vào, và ở Visa thì trong vài năm gần đây thì bạn cũng có nghiên cứu cái phương pháp này để ứng dụng vào trong quá trình mà phát triển phần mềm tại Visa, thì với cái mục đích là làm sao những cái phần mềm, những phần mềm kế toán này, hay phần mềm quản trị doanh nghiệp, hay những phần mềm về quản lý tài chính cá nhân của Misa tạo ra thì làm sao nó cũng phải khớp với cái nhu cầu thực tế của cái người dùng cuối, tức là làm sao với mục đích của cái phương pháp này là giúp chúng ta tạo ra cái sản phẩm mà nó phù hợp với nhu cầu của người dùng, chúng ta hiểu người dùng và tạo ra đúng cái thứ họ cần chứ không phải là cái thứ mà chúng ta nghĩ. Thế và design thinking thì nó cũng nó sẽ là một cái tích lũy của rất nhiều những cái mà kỹ thuật mà chúng ta đã có trước đó. Thế chúng ta thấy là cái kỹ năng phỏng vấn người dùng, tức là khi chúng ta muốn chúng ta phải khảo sát khách hàng. Thứ hai là cái chúng ta phải thảo luận nhóm, chính là cái brainstorming. Và các bạn đã nghe thấy cũng rất là nhiều rồi đúng không? Cái kỹ năng phân tích vấn đề, hay là kỹ năng thiết kế mô hình, chính là cái prototyping. Thì cái design thinking này nó là một cái mà nó tổng hợp những cái kỹ năng mà chúng ta được trước đó đâu đó các bạn cũng đã nghe thấy rồi. Nó không hẳn là một cái kỹ năng mới hoàn toàn, nhưng nó thành một cái quy trình và thành một cái giải pháp có thể truyền lại và ứng dụng rộng rãi được. Thì nó tập hợp những cái kỹ năng sẵn có này vào thành một cái quy trình tuần tự và theo từng bước để giúp cho chúng ta giải quyết vấn đề một cách khoa học hơn và hướng đến người dùng. Thì đây chính là cái mà anh vừa chia sẻ từ nãy đến giờ, thì chính là cái quy trình của design thinking. Thì chúng ta thấy đây là cái mà có rất nhiều phiên bản khác nhau. Thế khi các bạn mà tìm cái design thinking ấy, thì các bạn có thể thấy là cái đây là cái phiên bản bao gồm 5 bước của design thinking. Thì bước thứ nhất thì trước khi mà làm vấn đề gì đó nó là thấu hiểu, tức chúng ta phải thấu hiểu cái khách hàng, cái người dùng của chúng ta là ai. Cái bước thứ hai đó là chúng ta xác định cái vấn đề mà họ đang gặp phải là gì. Thế và sau đó thì và đây chính là cái mà chúng ta sẽ mang vào, chúng ta giải quyết cái vấn đề đó cho họ. Thế sau đó chúng ta sẽ sang bước 3, khi mà chúng ta biết được vấn đề của cái khách hàng này rồi, chúng ta đã tìm ý tưởng để giải quyết cái vấn đề này. Và sang bước thứ tư đó là chúng ta sẽ thiết kế ra một cái mẫu để chúng ta cho cái ý tưởng của chúng ta. Sau đó bước thứ năm thì chúng ta sẽ mang cái ý tưởng này ra để chúng ta kiểm tra. Sau đó chúng ta lại lặp lại cái quá trình này. Thì tí anh sẽ chia sẻ chi tiết hơn. Nhưng nó sẽ bao gồm 5 bước như thế này. Và có thể khi mà chúng ta các bạn search trên internet ấy, các bạn sẽ thấy là có những cái phiên bản nó thành 3 bước hoặc những có phiên bản đến 7 bước. Thì đó là những cái phiên bản khác nhau của design thinking. Thì tuy nhiên là phiên bản 5 bước này là cái phiên bản mà phổ biến nhất thì do trường Stanford họ đề xuất ra. Và Stanford thì cũng là một trong những trường mà có công rất là lớn trong cái việc mà phổ biến design thinking nó rộng rãi ra cho các cái công ty trên thế giới hiện nay họ áp dụng. Thế và mặc dù là có thể có 3 bước, 5 bước, 7 bước, thế nhưng mà cái cách thức về bản chất thì nó hoàn toàn sẽ tương đương với nhau. Hay chẳng qua họ sẽ gộp những cái bước khác nhau vào trong trong hai bước thì thành một bước, thì nó sẽ thành cái quy trình 3 bước, hoặc là chia nhỏ ra để nhấn mạnh một cái điểm nào đó thì nó sẽ thành 7 bước. Và còn phiên bản 5 bước này là phiên bản một trong những phiên bản phổ biến nhất hiện nay.
Thế và chúng ta thấy là trong cái phiên bản này bao gồm 5 bước. Tuy nhiên thì ba cái bước mà thứ ba, thứ tư, thứ năm này này, đấy, từ bước chúng ta tìm ý tưởng, chúng ta thiết kế mẫu và chúng ta kiểm tra thì nó sẽ có thể là lặp lại. Là tại sao lại lặp lại như thế này? Thì bởi vì là khi mà thứ nhất chúng ta ở đây nó khác một điểm là chúng ta sẽ tìm ý tưởng, sau đó chúng ta sẽ xây dựng bản mẫu và chúng ta sẽ kiểm tra trước, chứ không phải chúng ta tìm ý tưởng và đưa vào áp dụng luôn. Đấy thì trong quá trình mà chúng ta thiết kế mẫu hoặc chúng ta kiểm tra này, chúng ta thấy là có thể cái ý tưởng này của mình nó giải quyết được vấn đề ở đằng trước. Thế nhưng mà cũng có trường hợp là ý tưởng này của mình nó không phù hợp, nó không giải quyết được, hoặc là lúc chúng ta nghĩ thì dựa trên những cái góc nhìn chúng ta thì chúng ta thấy là nó có thể giải quyết được, nhưng khi chúng ta mang ra đưa cho người dùng thực tế họ sử dụng thì thấy là nó không phù hợp. Thế thì khi đó chúng ta phải phải quay lại, chúng ta tìm một ý tưởng khác nữa, nó khác hẳn hoàn toàn đi với cái cách giải quyết mới. Nếu hoặc là trong cái bước 5 khi chúng ta kiểm tra, chúng ta thấy là cái mẫu thử, tức là cái mà cái mẫu này nó chỉ là cái minh họa của ý tưởng đúng không, cái mẫu này chúng ta làm nó chưa đủ tốt, cái ý tưởng thì đúng rồi, với cái cách thức như thế để giải quyết được vấn đề người dùng, nhưng mà cái mà công cụ mà chúng ta làm ra thì nó chưa phù hợp, thì chúng ta quay lại bước 4, chúng ta làm được cái mẫu khác. Thì tí nữa vào cái ví dụ thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn là từng cái bước này nó sẽ ứng dụng cụ thể nó sẽ như nào. Thế và trong cái từng bước ấy, thì họ cũng nhấn mạnh đến cái việc là trong bước 1 thấu hiểu, ở đây chúng ta họ sẽ dùng cái từ thấu hiểu empathize này, thì chúng ta phải thực sự am để chúng ta giải quyết vấn đề cho một ai đó một cách tốt thì chúng ta phải thực sự am hiểu sâu sắc họ, và chúng ta sẽ họ nhấn mạnh trong cái phương pháp này thì bằng cách là chính chúng ta, ví dụ các bạn là người thiết kế ra phần mềm để ứng dụng vào trong lĩnh vực phần mềm chẳng hạn, thì các bạn muốn là làm ra một cái phần mềm tốt thì chính các bạn phải gặp khách hàng và phỏng vấn hỏi hay là quan sát họ để hiểu họ đang giải quyết vấn đề đó trong thực tế như thế nào, sau đó chúng ta mới quay về chúng ta làm phần mềm, chứ không phải là chúng ta ngồi trên sạch trên internet và chúng ta cũng dựa vào những nghiên cứu rồi đọc những nghiên cứu và chúng ta sẽ làm ra một phần mềm. Mà trong cái phương pháp này thì họ nhấn mạnh những yếu tố thực tế rất là nhiều, cho chúng ta phải tiếp xúc với khách hàng thực tế để chúng ta hiểu họ trong thực tế họ đang làm như nào, chứ không phải là chỉ trên lý thuyết mà chúng ta sẽ đi làm sản phẩm tốt được. Thì đấy là một trong, cũng là một trong những cái khá là mấu chốt của design thinking. Thế còn trong bước 2 thì xác định vấn đề thì cũng ứng dụng cái nguyên tắc mà 80-20 ấy, tức là hai nếu chúng ta chỉ 20% cái kết quả cái vấn đề mà chúng ta thực sự làm, nếu chúng ta xác định được vấn đề tốt thì nó sẽ mang lại giúp cho chúng ta mang lại 80% cái kết quả nếu mà chúng ta biết xác định được đúng cái vấn đề. Thì ở trong này thì họ cũng nhấn mạnh đến việc là chúng ta hãy tìm cái vấn đề khó khăn lớn nhất mà khách hàng đang gặp phải để giải quyết. Thế sau đó trong bước ý tưởng thì cũng nhấn mạnh đến cái yếu tố là teamwork và brainstorming. Thì các bạn sẽ ở trong phương pháp này nó nhấn mạnh rất nhiều đến việc là chúng ta làm việc nhóm, ra không phải là một người làm mà chúng ta nên làm thành một nhóm để chúng ta có thể đưa ra cái giải pháp tốt và tận dụng được cái sự đóng góp ý tưởng của rất là nhiều người khác nhau. Ví dụ ở hiện nay các bạn cũng đang làm theo nhóm ấy, thì khi đưa ra cái giải pháp để giải quyết một cái thiết kế một màn hình nào đó trong phần mềm thì các bạn hãy thảo luận nhóm để xem là mình làm như này đúng chưa, hay là mình làm như này có cải tiến được gì không. Đấy, sau đó thì khi mà chúng ta có ý tưởng rồi thì chúng ta sang bước thiết kế mẫu. Thì thiết kế mẫu ở đây thì chính là vẽ giao diện màn hình như lúc nãy thì các bạn có đưa ra, thì nó cũng chính là cái bước mà thiết kế mẫu. Thế trong bước 5 kiểm tra thì chúng ta sẽ mang cái mẫu này chúng ta kiểm tra trên khách hàng. Thế thì để cho nó dễ hiểu hơn thì chúng ta sẽ đi vào một thử một cái ví dụ minh họa để xem là một cái nhóm khi họ ứng dụng cái design thinking này vào trong quá trình mà làm sản phẩm ấy, thì họ sẽ làm như thế nào. Thì các bạn sẽ có cái hình, ai đó đang 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 chưa mute tiếng. Ok, thì đây là một cái ví dụ minh họa về một cái nhóm họ ứng dụng design thinking này vào trong cái quá trình mà họ muốn xây dựng ra một cái giải pháp để giúp cho những người già đang gặp khó khăn về việc đi lại họ sẽ đi lại được dễ hơn. Nên chúng ta cùng xem cái video minh họa này. Tôi có nghe được tiếng không? Chưa thấy video hiện lên ạ. À. Ok, em thấy con đấy thấy được cái video và tiếng chưa? Rồi ạ. Châu Anh có thấy video với tiếng không Châu Anh?
has brought many businesses lots of happy customers and helped entrepreneurs from all around the world to solve problems with innovative new solutions. Alo. Thấy rồi đấy ạ. À, ok. Ok, thì chúng ta sẽ cùng xem một cái video minh họa về trong cái quá trình ứng dụng data thinking này, trong quá trình mà làm sản phẩm thì họ sẽ làm như nào. Step one. Đây chúng ta thấy đây là cái bước 1 của cái We need to empathize with the situation. For example, if you want to help old people, you might find that they want to keep the ability to walk around. In your conversations, they might share with you different ways they can do that. Later into the interview, you'll want to dig a little deeper, look for personal stories or situations where things became difficult. Ideally, you redo the process with many people with the same problem. Ok, chúng ta sẽ cùng thấy ở trong cái ví dụ này thì họ kể về câu chuyện của một cái nhóm khi họ ứng dụng Design Thinking vào trong cái quá trình mà họ muốn giúp cho những cái người già đang gặp khó khăn mình trong việc đi lại. Đây chúng ta thấy ở trong câu chuyện này thì đây chính là một cụ ông mà cụ đang phải đi cái xe đẩy này. Đấy, và họ muốn tìm ra cái giải pháp để làm sao giúp cho những người già này họ đi lại được tốt hơn. Đấy thì cái bước đầu tiên ấy, chính là bước 1, chúng ta thấy là bước 2 là bước thấu hiểu. Thì những cái người trong cái nhóm làm Design Thinking này họ sẽ đến gặp những cái thực tế, là chúng ta phải đến gặp thực tế những người già này để chúng ta sẽ cùng phỏng vấn họ, để cùng tìm hiểu xem là trong quá trình thực tế thì họ đang đi lại trên những cái địa hình như thế nào. Thì ở đây thì đi lại trên những cái đường rất là nhỏ và gồ ghề, hay là đi lại thì ở trong nhà thì họ sẽ lúc thì họ sẽ phải dùng cái xe đẩy để mà đi ở trên cái trong những cái mặt sàn bằng như thế này, hoặc là như mà khi đi lên cầu thang nhỉ, thì họ sẽ phải dùng thêm một cái gậy nữa đấy, bởi vì là và sẽ phải vịn vào trên cái thanh vịn để cầu thang này, bởi vì cái xe đẩy nó không thể đi lên trên cầu thang được. Thế hay là cũng có rất nhiều lúc thì họ gặp những cái tình huống mà khó khăn khác. Thế và ở đây thì chính nhóm này sẽ phải đến nói chuyện thực tế đối với khách hàng, và cũng không phải là chỉ với một người, tức là một cụ ông này, họ sẽ rút ra kết luận là những cái người già này họ đang gặp khó khăn gì. Mà cái lý tưởng nhất thì chúng ta sẽ cần lặp lại cái phỏng vấn này đối với nhiều người khác nhau, tức là với nhiều người mà đang cùng gặp cái khó khăn cho việc đi lại. Chúng ta thấy ở đây thì họ minh họa ra thì có một cụ bà thì cũng đang phải sử dụng gậy để đi lại. Đấy, và họ cũng gặp vấn đề về chân ở trong cái câu chuyện này. Thế và đâu đó tức là không phải với một khách hàng mà chúng ta phải gặp nhiều khách hàng khác nhau để chúng ta cùng phỏng vấn họ, để xem và đưa ra được những kết luận tổng quan nhất về cái đối tượng mà tập là chúng ta hướng đến là những người già, chứ không phải là một người cụ thể nào. Thì đấy thì chính là cái yếu tố thứ nhất, tức là trong câu chuyện này họ sẽ phải đến gặp thực tế những cái người mà họ muốn làm ra cái sản phẩm. Và thứ hai, chứ không phải là ngồi nhà chúng ta search trên Google hoặc đọc những cái tài liệu mà chúng ta xem. Cái đấy cũng tốt, nhưng mà cái thực tế nó là một trong những cái mà rất là quan trọng để chúng ta sẽ có cái sản phẩm mà nó đúng với thực tế hơn khi mà chúng ta xây dựng, chứ không phải một sản phẩm mà trên lý thuyết nhiều. Và sau đó thì chúng ta sẽ sang bước 2. Step 2. Define the problem. At the interviews, you can now understand the actual need with certain activities. The way to do that is to underline the verbs or activities that the people mentioned when talking about their problem, like going for old friends for tea, simply going grocery shopping around the corner store. You might realize it's not so much about going out, but more about staying in touch. After your analysis, formulate a problem statement. Some elderly are afraid to be lonely. They want to stay. Ok, thì đây chúng ta sẽ sang bước 2. Bước 2 chính là define the problem, tức là xác định vấn đề. Thì chúng ta thấy trong bước 1 là chúng ta sẽ cần am hiểu khách hàng, đúng không? Trong bước 2 của cái phương pháp này, chúng ta sẽ xác định đâu là cái vấn đề khó khăn lớn nhất mà họ đang gặp phải. Thì trong cái câu chuyện này thì cái nhóm này sau khi phỏng vấn thì rất nhiều những cái mà người già đang gặp khó khăn để đi lại. Thế thì họ cũng có phân tích thảo luận nhóm, và họ xác định nhìn ra được là đâu là cái mục đích cuối cùng của những cái cụ ông cụ bà này, thì ở đằng sau việc đi lại. Thì họ xác định ở đây có thể cái vấn đề mà họ đang đặt ra để họ đưa vào giải quyết ở đây là những cái người già thì khi mà một cái người lớn tuổi thì khi mà về già thì họ sợ cô đơn. Thế và đằng sau cái việc đi lại là họ thực ra họ muốn kết nối với bạn bè, tức ra ngoài để gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè. Thì đấy chính là cái mục đích đằng sau của họ. Đây chính là cái vấn đề họ xác định được. Tức là cái mục đích ở đây thì trong câu chuyện này họ đặt ra là cái việc đi lại là để kết nối với bạn bè. Và đấy chính là vấn đề mà họ xác định và họ sẽ đưa vào giải quyết ở trong cái câu chuyện này.
Sau đó thì họ sẽ sang bước 3, tức là chúng ta xác định vấn đề rồi. Thì trong cái phương pháp là nó họ nói đến bước 3, tức là chúng ta sẽ tìm ý tưởng để giải quyết được cái vấn đề đấy. Thì trong bước 2 chúng ta thấy là họ xác định vấn đề là những người già thì lớn tuổi, thì khi về già thì họ sợ cô đơn và họ muốn được kết nối, đúng không? Thì đấy chính là ý tưởng họ sẽ mang vào bước 3 để họ ấy, đấy chính là cái vấn đề họ sẽ mang vào bước 3 để tìm ý tưởng đâu là cái cách thức để giúp cho họ kết nối được tốt hơn. Focus only on the problem statement and come up with ideas that solve the problem. The point is not to get a perfect idea, but rather to come up with many ideas, like unique virtual reality experiences, senior-friendly hoverboards, or a modified pushcart. Whatever it is, sketch up your best ideas and show them to the people you are trying to help, so you can get their feedback. Ok, thì đây chính là cái cách thức mà họ đang làm trong bước 3 với cái phương pháp design thinking này. Giờ đây chỉ cái vấn đề ở bước 2 họ xác định được. Thế thì họ sẽ thảo luận nhóm, brainstorming và đưa ra rất nhiều ý tưởng. Chúng ta thấy nó minh họa trên cái bảng này. Và trong cái các ý tưởng này thì họ có rất nhiều những ý tưởng mà rất là táo bạo. Tức là có những cái bạn mà có thể là cũng rất là công nghệ. Đấy, thì các bạn đưa ra ý tưởng là thì cái mục đích ở đằng trước của họ là kết nối. Thế thì hoàn toàn chúng ta ứng dụng những cái kính thực tế ảo này vào. Thế để làm gì? Để giúp cho họ là các cụ ông cụ bà này ngồi chỉ cần ngồi tại nhà thôi, không cần phải đi lại nữa, thế cũng có thể gặp gỡ rồi trò chuyện được, kết nối với bạn bè được. Đấy, thì đây cũng là một ý tưởng mà cũng có thể là rất là tốt. Đấy, và cũng rất là hay. Đấy, hoàn toàn những ý tưởng này trong quá trình ở đây có một điểm lưu ý là chúng ta khi brainstorming ấy, thì tất cả các ý tưởng thì các bạn sẽ cần ghi nhận, sau đó chúng ta thảo luận và chúng ta tìm ý tưởng phù hợp sau. Hay hoặc có những bạn khác đưa ra ý tưởng là cũng hiện nay thì có những cái xe điện cân bằng, thì chúng ta sẽ có cải tiến những cái xe điện này để làm sao nó phù hợp với những người già, để giúp cho họ đi lại nó không phải bước rồi không phải mất công nữa mà tự nó sẽ chạy. Đấy, thì nó sẽ giúp cho họ đi lại được, vừa được nhanh hơn mà lại vừa dễ dàng hơn chẳng hạn. Thì đấy cũng là một ý tưởng mà cũng rất là táo bạo. Thế hoặc là có những người mà đưa ra cái ý tưởng mà nó đơn giản hơn, là có thể là vẫn là cái xe đẩy thôi, chúng ta sẽ làm được cái xe đẩy. Đấy, nó không phải cái gậy nữa, nhưng nó là một cái xe đẩy và nó có bốn cái chân trống như thế này để nó giúp cho họ vẫn đi lại được và nó cũng dễ dàng và nó đơn giản hơn. Thì trước tiên là chúng ta sẽ, khi mà trong cái bước này ấy, một lưu ý là chúng ta sẽ ghi nhận tất cả những ý tưởng ấy để làm sao mà khuyến khích cho các bạn trong nhóm đưa ra cái ý tưởng nó càng nhiều càng tốt. Và cái xác suất khi mà chúng ta có nhiều ý tưởng, chúng ta tìm một ý tưởng tốt thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Và hoàn toàn các bạn cũng có thể kết hợp những ý tưởng này khi mà các bạn thảo luận lại với nhau để tìm ra một ý tưởng cuối mà nó là tổng hợp của mọi người một cách nó phù hợp và tốt nhất. Thế còn trong cái phương pháp này thì ngoài cái việc chúng ta thảo luận và phân tích nhóm thì hoàn toàn họ cũng khuyến khích chúng ta là hãy mang ý tưởng mà chúng ta đang định đưa ra thì đến gặp chính những cái khách hàng của mình ở trong câu chuyện này, chính những cụ ông cụ bà, để hỏi ý kiến từ họ và có được nhận xét từ họ đâu là cái ý tưởng phù hợp. Thế và trong cái câu chuyện này, khi mà họ mang ba cái ý tưởng mà nổi bật nhất này đến gặp những cái khách hàng này thì cái chính cái ý tưởng là chúng ta cảm thấy là nó chân phương nhất thì chính là cái xe đẩy này, thì lại được các cụ ông cụ bà này cho đánh giá là phù hợp. Thế bởi vì là thứ nhất là họ những cái ứng dụng công nghệ này đúng là nó rất là tiện, thế và tiết kiệm thời gian hay là nó dễ dàng hơn, nhưng mà những người già thì cái khả năng tiếp cận công nghệ họ rất là ngại học những thứ mới, thế và cũng như là sợ những tiếp xúc với những cái thứ mới thì cái khả năng học hỏi sẽ không nhanh và họ cũng ngại học. Đấy, thì nó đúng là nó có thể rất tốt đối với những người trẻ, nhưng với những người già thì họ thấy là nó không phù hợp. Và khi mà chính chúng ta đến gặp khách hàng ấy, thì họ sẽ nói được cho chúng ta những điểm đó và chúng ta sẽ biết đâu là cái ý tưởng thực sự phù hợp với họ từ cái góc nhìn của họ hơn. Thì đấy chính là cái lý do mà chúng ta nên, khi chúng ta có những ý tưởng hoặc những vấn đề như này, và chúng ta cần nên có những cái phản hồi từ phía người dùng, chính là những khách hàng của chúng ta, để biết họ sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái thông tin để ra quyết định đâu là cái ý tưởng phù hợp. Thế còn nếu mà trong câu chuyện này, nếu mà chỉ dựa trên thảo luận nhóm thì rất có thể cái ý tưởng là cái kính thực tế ảo này chúng ta sẽ lựa chọn. Thế nhưng mà khi chúng ta làm ra có thể nó sẽ không phù hợp, bởi vì những người già thì họ không sử dụng được những thiết bị công nghệ hoặc họ cũng không thích những thiết bị công nghệ như thế này. Thì chúng ta làm ra nhưng có thể chúng ta sẽ không có người sử dụng cái sản phẩm của chúng ta về sau. Thì đấy chính là một trong những cái cách thức mà chúng ta làm. Thì tôi hiểu là thứ nhất là chúng ta thảo luận nhóm, đưa ra ý tưởng để giải quyết vấn đề, sau đó thì chọn ra những ý tưởng tốt nhất và sau đó thì mang nó trình đến khách hàng thì họ sẽ có những nhận xét để chúng ta biết được đâu là cái ý tưởng mà phù hợp với họ. Thì đấy chính là cách thức làm trong bước 3 của chúng ta là tìm ý tưởng. Thế bước 4 là tạo ra bản mẫu. Solution could be a combination of a new idea and already being used. Then connect the dots, sketch up your final solution, and go build a real prototype that's just good enough to be tested. Ok, chúng ta sang bước 4 ở trong cái câu chuyện vừa rồi. Thì chúng ta thấy là
trong bước 3 chúng ta rút được ra là cái chính cái xe đẩy mà có 4 bánh như này này thì chính là cái mà cái khách hàng họ thấy là phù hợp nhất, những cụ ông cụ bà thấy là phù hợp nhất. Thế cái nhóm này sẽ sang bước 4 là thiết kế bản mẫu. Cái mục đích ở đây chúng ta thấy trong phương pháp này chứ không phải là chúng ta như bình thường ấy, các bạn thấy là chúng ta tìm ý tưởng và chúng ta đã mang vào áp dụng ngay. Nhưng mà trong cái phương pháp này thì nó khuyến khích là chúng ta tìm ý tưởng, hãy làm ra một bản mẫu đủ để đưa ra dùng thử. Đấy, sau đó thì chúng ta hãy mang nó đi thử nghiệm trước đã. Thế chúng ta thấy là ok, điều chỉnh và điều chỉnh cho nó tốt rồi thì chúng ta mới mang đi áp dụng hàng loạt, tức là mà áp dụng thực tế. Thì nó sẽ có thêm cái bước mà prototype và cái bước 5 là test. Và trong cái phương pháp này nó khác với những cái cách thức làm thông thường của chúng ta là tìm ý tưởng thì mang vào áp dụng luôn. Thế thì ở đây trong câu chuyện này thì với sau khi mà xác định được cái ý tưởng là làm cái xe đẩy như này thì kết hợp với những cái mà kinh nghiệm đã phỏng vấn và trao đổi thực tế với những khách hàng lúc trước ấy, thì họ cái nhóm này họ phân tích, họ thấy là à, nếu mà chúng ta vẫn làm cái xe đẩy này thì nó cũng rất là phù hợp, nhưng mà nó cũng gặp vấn đề là khi đi lên cầu thang chẳng hạn thì nó sẽ không đi được, nó cũng giống như cái xe lăn ấy. Đấy là họ không thể mang cái xe này lên cầu thang được. Thì với cái sự am hiểu với khách hàng sâu sắc từ lúc trước về những cái địa hình mà họ sẽ phải đi lại thì nhóm cũng phát hiện ra việc này. Thì chúng ta thấy ở đây có một yếu tố là nếu lúc trước các bạn không gặp những cái khách hàng đằng trước ấy, không biết là họ đi lại trên những địa hình nào, thì hoàn toàn có thể chúng ta sẽ bỏ qua cái yếu tố này. Thế và với cái việc phân tích sau đó thì nhóm ở trong câu chuyện này họ có kết hợp lại với cái gậy và cái xe đẩy này, thì sau đó thành một cái ý tưởng mới là một cái gậy nhưng mà lại có 4 cái chân trống. Thì đã giúp, thứ nhất là cái gậy bình thường nó chỉ có một chân thôi, thế thì nó đi lại thì nó không được vững chắc, thế và nó cũng khá là khó, nó không được chắc chắn. Và thứ hai là cái xe đẩy này thì nó chắc chắn hơn nhưng nó lại không đi được lên trên cầu thang. Thì cái ý tưởng mới này nó sẽ giúp, thứ nhất là nó vẫn chắc chắn và thứ hai là nó vẫn đi được lên trên mọi địa hình khác nhau, trên cầu thang mình vẫn có thể mang cái gậy này lên được. Thì sau đó thì họ cũng không đi áp dụng thực tế, tức là sản xuất hàng loạt luôn, mà trong câu chuyện này họ sẽ làm ra một cái gậy thôi. Chính là cái bước prototype là chúng ta làm ra một cái thôi, sau đó thì chúng ta sẽ mang nó đi thử ra sang bước thứ năm. Trong bước này mọi người lưu ý là làm ra một cái sản phẩm đủ để đưa ra dùng thử. Thế ứng dụng trong câu chuyện phần mềm của mình ấy, nó hoàn toàn có thể là những cái mà thiết kế trên phần mềm các bạn có thể mang nó đến để hỏi người dùng. Nếu hoặc là những cái phiên bản mà giao diện, ví dụ các bạn làm web chẳng hạn thì mình vẽ HTML CSS xong nó ra là giao diện, có thể những chức năng ở trong đó nó chưa chạy hoàn toàn nhưng mình hoàn toàn có thể hỏi hoặc thử nghiệm trên khách hàng để chúng ta sẽ biết được là cái góp ý của họ như thế nào, và mình làm đưa ra cái phần mềm như thế này thì họ có sử dụng được không, để chúng ta có cải tiến sớm thay vì chúng ta thi công hết rồi chúng ta mới lập trình hết rồi chúng ta mới mang đưa ra nó khách hàng. Sau đó chúng ta sang bước 5 là bước test. Is to learn what works and what didn't. So any feedback is great. Then go back to ideation or prototyping and apply your learning. Repeat the process until you have a prototype that works and solves the real problem. Now you are ready to change the world or open. Ok, chúng ta thấy là trong bước 5 thì chính là bước test, thì chính là chúng ta sẽ mang cái gậy mà chúng ta đã làm, một cái gậy thôi mà chúng ta đã làm ở bước 4 ấy, chính là cái gậy mẫu của mình. Sau đó đến thì cho chính những cụ ông cụ bà đã họ dùng thử và ghi nhận lại những cái góp ý của họ trong quá trình sử dụng. Sau đó chúng ta lại quay lại, chúng ta điều chỉnh và chỉnh sửa nó cho đến khi mà nó ra được một cái bản phù hợp nhất, và khi mà chúng ta cho họ thử thì họ thấy rất hài lòng với cái sản phẩm của chúng ta. Thì đấy chính là cái lúc mà chúng ta sẽ mới sản xuất hàng loạt, tức là lúc đấy mình có thể sản xuất hàng trăm hoặc hàng nghìn cái gậy khác nhau để mình mở cửa hàng mà đi bán. Thì đấy chính là cái phương pháp. Thì chúng ta thấy là trong câu chuyện này nó có vài yếu tố. Thứ nhất là nếu mà không có sự am hiểu sâu sắc thực tế từ khách hàng thì có thể chính cái nhóm này họ sẽ không có đủ cơ sở để có những cái cải tiến ở trong những cái bước mà họ làm. Ví dụ trong bước 4 chẳng hạn thì họ sẽ sản xuất ra một cái xe đẩy như thế này có 4 chân thì chắc chắn là nó sẽ gặp lại câu chuyện y như cái xe lăn và nó cũng có thể là không bán được. Thế và còn lại thì hoặc là trong chính cái bước mà tìm ý tưởng ấy, thì có thể chúng ta đã sản xuất ra một cái kính thực tế ảo thì cũng nó lại cũng không phù hợp đối với những người già. Thế và cái gậy này thì sau quá trình chúng ta đã thấy là chúng ta tìm hiểu, chúng ta thử nghiệm thực tế và khách hàng cũng rất là đón nhận rồi, thì cái xác suất thành công khi mà các bạn tung cái sản phẩm ra thị trường nó sẽ cao hơn rất là nhiều, và nó sẽ giúp cho cái quá trình cái sản phẩm của chúng ta nó phù hợp với người dùng hơn và được đánh giá được chính thực tế. Thì đấy chính là những cái bước và cái tư duy ở trong cái việc mà làm áp dụng cái design thinking này vào trong quá trình làm sản phẩm như thế nào để giúp cho chúng ta tạo ra một sản phẩm nó phù hợp với khách hàng. Thì qua cái câu chuyện minh họa vừa rồi ấy, thì nó giúp các bạn hiểu rõ hơn về cái phương pháp này. Quay lại cái nội dung thì cơ bản là có chỉ chính trong cái đoạn video vừa rồi thì các bạn sẽ thấy nó là một trong những cái mà minh họa rõ ràng nhất cho cái việc chúng ta sẽ ứng dụng design thinking, và trong lĩnh vực phần mềm thì hoàn toàn chúng ta có thể áp dụng tương tự như thế.
Đấy, quay lại cái slide rồi thì không biết là các bạn đã nhìn thấy cái slide chưa? À, thấy rồi đấy ạ. Ok. Thế còn họ có thể có ứng dụng trong, đấy là chúng ta thấy là ứng dụng trong quá trình phát triển một cái sản phẩm. Thế mà trong thực tế thì design thinking nó cũng ứng dụng trong rất nhiều những cái hoạt động khác. Ví dụ ở đây thì cũng là một cái dự án ở bên Campuchia chẳng hạn, thì họ cũng gặp một vấn đề là những cái người dân bản địa ở đây ấy, thì do cái sự thiếu thốn về mặt cái chế độ dinh dưỡng chẳng hạn, thì những người dân rất là nghèo Campuchia, thế họ một cái vấn đề là họ sẽ thiếu thiếu sắt, tức là cả bốn vấn đề rất lớn là thiếu sắt ở trong trong cái thành phần dinh dưỡng của họ. Thế do điều kiện dinh dưỡng này, chế độ ăn, rồi họ cũng không có điều kiện để ăn uống đầy đủ được để cung cấp đủ sắt. Thế thì họ có vấn đề rất lớn là rất nhiều người dân ở Campuchia, những người dân nghèo ấy, thì họ thiếu sắt. Thì cái trong cái câu chuyện này thì cũng có một nhóm nhà khoa học thì họ cũng nghiên cứu ra một cái con cá sắt, là con cá may mắn bằng sắt, thì nó gọi là Lucky Iron Fish. Thế để giúp cho những người dân này, họ giải quyết cái vấn đề thiếu sắt của những người dân này. Và cái cách thì cũng cũng rất là đơn giản là chúng ta sẽ họ thiết kế ra một cái con cá bằng sắt, và nó sẽ chứa, tức là nó sẽ có giúp, và khi mà nấu ăn ấy, thì họ khuyến khích là người dân sẽ bỏ cái con cá này vào để nấu chung cùng với đồ ăn. Thế thì nó sẽ tiết cái sắt ở trong cái con cá này ra vào trong cái nồi canh chẳng hạn, đấy, hoặc cái món ăn xào nấu của họ. Thế đã giúp bổ sung thêm sắt vào trong quá trình đó, và con cá này thì nó có thể bỏ vào sử dụng ăn nhiều lần. Thế thay vì chúng ta phải mua những cái vitamin sắt này hoặc là những cái ống sắt mà chúng ta uống ấy, mất rất nhiều tiền, thì chúng ta một cách rất đơn giản là có một con cá này và chúng ta bỏ vào mỗi cái bữa ăn của chúng ta bỏ ra nấu. Thế nó giúp giải quyết được rất nhiều những vấn đề về bổ sung sắt cho cái người dân ở đây. Thế ứng dụng cái design thinking nó có yếu tố gì ở trong này, thì chúng ta thấy là trong cái quá trình khi mà cái nhóm nhà khoa học này họ ấy, phát triển cái con cá, thì đầu tiên thực ra họ không làm cái con cá đâu, họ làm cái cục gạch. Đây chính là một cái để mà họ bảo là khi mà nấu ăn ấy thì bỏ cái cục gạch này vào trong cái nồi canh. Thế thì rất ít người người ta sử dụng, tức là cái người dân đây mặc dù được tặng miễn phí cho cục gạch này, nhưng họ cũng nấu ăn họ không bỏ cái cục này vào. Thế tuy nhiên thì sau đó họ phát hiện ra vấn đề là đưa cho người ta cái giải pháp, mặc dù cái kết quả thì nó vẫn như cũ, tức là nó vẫn cung cấp bổ sung sắt vào trong cái bữa ăn đó, nhưng mà không ai sử dụng cả và họ thường vứt xó nó vào một góc. Thế sau đó thì họ sẽ cải tiến nó, thế họ thấy là cái người dân ở Campuchia này họ rất thích cá, thế thì họ thay đổi cái hình dạng là họ thiết kế nó thành một con cá và họ gọi nó là một con cá may mắn, con cá hạnh phúc đấy. Và họ đưa con cá này ra thì họ thấy nó thay đổi lên rất là nhiều, tức là người dân họ thấy nó thân thiện hơn. Thay vì bỏ một cục gạch vào trong cái nồi canh thì chúng ta nấu canh ấy, thì chúng ta sẽ bỏ một con cá vào. Thế thì cũng rất nhiều người ta đón nhận và cái tỷ lệ sử dụng cái con cá sắt này nó tăng lên rất là nhiều. Thế sau đó họ cải tiến tiếp là với cái họ hiểu cái văn hóa của người Campuchia, thì đây chính cái biểu tượng may mắn của họ, thì họ có bổ sung thêm cái biểu tượng này vào trong cái con cá. Thế và cũng như thiết kế cho nó cái mặt cười nó rõ ràng hơn, thì từ sau đó thì cái con cá này thì được người dân rất là đón nhận, vì họ coi nó như là một cái con cá may mắn ở trong cái bữa ăn, và khi mà bỏ vào ấy, thì nó sẽ mang lại cái may mắn cho họ. Thì đấy chính là cái việc mà chúng ta sẽ hiểu người dân, hiểu cái thói quen của người dùng, và chúng ta đưa ra những cái mà cái sản phẩm của chúng ta nó hướng đến người dùng và làm sao đưa họ ứng dụng được vào. Thì nếu mà chúng ta cứ thiết kế một cục gạch như này thì với cái công năng thì nó tương tự, nó không khác gì nhau, nhưng mà khách hàng họ sẽ không đón nhận. Thì đấy chính là cái việc mà chúng ta phải hiểu người dùng và hiểu cái văn hóa của họ để chúng ta tạo ra sản phẩm nó phù hợp hơn, thì cái việc mà chúng ta sản phẩm chưa được ứng dụng ấy, nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Thì trong quá trình làm phần mềm các bạn cũng cần phải hiểu người dùng như thế. Thì trong con cá này thì chúng ta thấy cái thiết kế của nó thì nó là con cá có thể tái sử dụng, và chính đây là cái yếu tố mà giúp cho am hiểu đúng cái văn hóa của họ, thì họ bổ sung vào thì nó giúp tăng cái lượng người sử dụng lên rất là nhiều, và họ thấy là cái con cá này nó con cá giúp mang lại may mắn để cho khi mà họ sử dụng. Thế nên là các cái bữa ăn họ đều bỏ nó vào để nấu, thì nó cũng là một trong những cái giải pháp mà giúp mang lại cái lợi ích rất là lớn. Thế đây chính là cái hình ảnh chúng ta thấy là khi nấu canh ấy, thì họ sẽ bỏ con cá này vào, thì nó giúp cho hàng triệu người ở Campuchia ấy, họ sẽ giải quyết được cái vấn đề là thiếu sắt ở trong cái thành phần dinh dưỡng của họ. Thế thì đấy cũng là một trong những ứng dụng mà chúng ta hiện thấy là nó cần, chúng ta phải đặt người dùng làm trọng tâm và chúng ta hiểu người dùng trong quá trình mà chúng ta làm sản phẩm, dù là bất cứ sản phẩm gì. Một câu chuyện khác thì trong lĩnh vực phần mềm thì ở trên hình này thì đây là ông Scott Cook, thì ông là CEO và ông là co-founder của cái công ty, tức là người sáng lập của công ty, đồng sáng lập của công ty Intuit, thì cũng là một trong công ty mà làm trong lĩnh vực về tài chính kế toán, và họ có một cái phần mềm chính là phần mềm QuickBooks. Đây là phần mềm kế toán mà nổi tiếng nhất trên thế giới, phổ biến nhất trên thế giới hiện nay. Thế và cái câu chuyện của cái ông này thì ông ấy cũng là một trong những người về trong khi mà làm phần mềm ấy, thì vào những năm 1983, khi mà ông ấy
thấy là cái việc mà quản lý ghi chép sổ sách của những cái bà nội trợ hoặc là in ra những cái mà phiếu thanh toán ấy, của họ nó rất là khó khăn, từ cái việc là mẹ của ông ấy hàng ngày để quản lý cái chi tiêu thì rất là khó khăn, là trong phải dùng những cái bảng biểu Excel ấy, đấy để quản lý là họ ghi chép như thế nào rồi chi tiêu như thế nào. Thì ông ấy lại sinh ra một ý tưởng là ông ấy làm ra một phần mềm để quản lý cái việc mà ghi chép thu chiêu chi tiêu như thế. Thế và ông ấy thì cũng hướng đến, nhưng mà cái mục đích của ông ấy thì khác hoàn toàn. Tức là ông ấy nghĩ định nghĩa rằng, tức là cái việc mà quản lý ghi chép chi tiêu nó không nhất thiết là nó phải phức tạp, phải bằng những cái bảng biểu Excel, có thể là Excel hoặc những bảng biểu khác rất là lằng nhằng và phức tạp, mà nó phải thực sự đơn giản. Để tại vì cái người dùng ấy chính là những cái bà nội trợ hàng ngày họ đang dùng. Thế thì nếu mà nó phức tạp khó khăn như kia thì chỉ có những chuyên gia mới dùng được thôi, chứ còn những bà nội trợ thì không thể dùng được. Thì ông ấy bắt đầu đi ý tưởng, với ý tưởng đó thì ông đi làm một cái phần mềm gọi là Quicken. Thì đó sẽ là một cái phần mềm ghi chép giúp dành cho những người là nội trợ, nhưng với mục đích ông ấy đặt ra tiên quyết là nó phải đơn giản dễ dàng để cho những bà nội trợ ở nhà họ chỉ nấu bếp thôi, đi chợ hàng ngày đi chợ nấu ăn thì họ vẫn có thể dùng được, chứ nó không phải là phức tạp thành những bảng biểu rất nhiều chức năng như Excel mà chỉ những chuyên gia mới dùng được. Thế thì cái cách của ông ấy làm là với cái ý tưởng đó, ông ấy bắt đầu đi xây dựng phần mềm. Và ông ấy, mục đích của ông ấy là hàng ngày ông làm xong thì mang về cho mẹ của ông ở nhà, chính là một người nội trợ, thì làm sao và bà có thể sử dụng được. Và chính cái quá trình mà ông cứ làm ra phần mềm, sau đó thì ông mang về cho mẹ ông ấy dùng và góp ý và quan sát xem là bà có dùng được không, có dễ dàng không. Sau đó ông lại quay hôm sau lại lên, ông ấy cải tiến, ông ấy viết lại, chỉnh sửa lại, sau đó lại mang về cho bà sử dụng và quan sát và lại cải tiến tiếp. Thế cuối cùng đến khi mà đưa ra thì nó là một cái sản phẩm mà nó mang lại tiếng vang rất là lớn. Thì nó giúp cho cái việc là khi mà họ đưa ra một cái thì tất cả những người dùng họ thấy là cái phần mềm thực sự rất là đơn giản, và nó từ đang từ một cái phần mềm mà không có tên tuổi gì cả, lúc đấy trên thị trường đã có khoảng 47 cái phần mềm mà đã cùng trong một lĩnh vực và nó cũng rất là nổi tiếng như thế, thì nó vọt lên trong thời gian ngắn và trở thành phần mềm dẫn đầu với yếu tố mà dễ dàng sử dụng và những bà nội trợ cũng có thể sử dụng được. Thì đấy, chúng ta thấy là cái yếu tố là chúng ta đặt người dùng và làm sao hướng đến cái sự dễ dàng sử dụng, nó giúp chúng ta làm những phần mềm mà nó mang lại những thành công rất là lớn. Và cái công ty của ông ấy, công ty Intuit, hiện nay nó có với cái doanh thu nó cũng khoảng là 7 tỷ đô, tức là chúng ta thấy là một trong những công ty về tài chính kế toán lớn nhất thế giới. Và 7 tỷ đô thì mỗi 1 tỷ đô ấy, nó rơi vào khoảng 23.000 tỷ Việt Nam đấy. Thì chúng ta thấy là cái công ty này cũng là một trong những công ty rất là lớn, và cái sản phẩm QuickBook và dựa trên cái ý tưởng của Quicken này, thì ông thấy là đây là dành cho cá nhân. Thì những cái doanh nghiệp nhỏ thì đâu đó họ cũng dùng cái sản phẩm Quicken này của ông ấy để mà quản lý cái thu chi chi tiêu trong công ty của họ. Thế ông ấy lại sinh ra ý tưởng tiếp là ông sẽ làm một cái phiên bản mới nó trên là QuickBook, để nó dành cho những cái mà doanh nghiệp nhỏ họ có thể ứng dụng và sử dụng, và nó chính là cái phần mềm kế toán dành cho doanh nghiệp nhỏ. Thì hiện nay ấy, thì đây là cái thống kê năm 2021 của Captera, thì chúng ta thấy là đây là chính cái mà độ phổ biến, thì QuickBook trở thành một trong những phần mềm mà phổ biến kế toán phổ biến nhất thế giới ở trong trên cái bảng này. Thì nó cũng giúp lại mang lại cho ông ấy thành tạo được ra một công ty rất là lớn, đa quốc gia và với hàng hơn 10.000 nhân viên trên khắp thế giới, để có thể là phát triển ra phần mềm này. Thì bằng cái cách thức mà rất là đơn giản, ông làm phần mềm hướng đến cho mẹ ông ấy có thể sử dụng được. Đấy, với ý tưởng rất là đơn giản như thế thì hoàn toàn các bạn có thể ứng dụng vào trong quá trình. Hy vọng là trong thời gian tới thì có thể có những bạn ở đây có thể làm ra những phần mềm mà rất là thành công như thế. Và tại sao chúng ta cần có design thinking? Thì chúng ta thấy là có những cái công ty, có những cái ở đây trên hình chúng ta thấy đây là Steve Jobs, thì ông ấy là một trong những huyền thoại của trong ngành công nghệ, đúng không ạ? Thì với cái việc mà hỗ trợ đưa ra những cái iPhone này hay là cái máy MacBook của chúng ta đang sử dụng. Đấy thì đây là một trong Steve Jobs thì được đánh giá là một trong những cá nhân rất kiệt xuất trong cái việc thiết kế và xây dựng giải pháp. Thế tuy nhiên thì không phải là công ty nào chúng ta hoặc là chúng ta luôn có những người như tuyệt vời như Steve Jobs. Thế và còn cái design thinking ấy, thì nó sẽ là một cái quy trình khoa học giúp cho các bạn, có thể là chúng ta không tài giỏi như Steve Jobs và không có sự sáng tạo đột biến như tuyệt vời như Steve Jobs. Thế tuy nhiên thì với nhiều người chúng ta cùng đóng góp ý tưởng vào thì chúng ta sẽ với một cái phương pháp tốt thì chính là có thể là design thinking này, thì chúng ta sẽ tạo ra ý tưởng mà nó tổng hợp từ nhiều người, nó sẽ với kết quả nó tốt hơn. Và đây chính là cái phương pháp mà kể cả chính công ty Intuit của Scott Cook thì cũng ứng dụng vào để làm sao tận dụng sức mạnh được hàng nghìn người khi mà làm sản phẩm đấy, thì để nó và dựa trên người dùng thì nó sẽ giúp cải tiến được công ty họ một cách nó tốt hơn. Cho hiện nay thì ở Misa thì bạn cũng đang ứng dụng cái phương pháp này vào để làm sao tận dụng được cái sự sáng tạo của rất nhiều người trong công ty. Thế và với cái phương pháp này nó cũng mang lại rất nhiều lợi ích, những giải pháp chúng ta ưu việt hơn này, cái rủi ro thấp hơn và chi phí thay đổi thấp hơn do nó đã được thử nghiệm trước rồi, đúng không ạ? Thế và
cũng có được sự ủng hộ thành viên, và chúng ta thấy trong cả quá trình vừa rồi thì tất cả chúng ta sẽ cùng tham gia vào làm, gặp gỡ khách hàng rồi làm và cùng đưa ra giải pháp vấn đề, cùng brainstorming để giải quyết nó. Sẽ ứng dụng trong phát triển phần mềm thì các bạn sẽ thấy đây là 5 bước của phát triển phần mềm. Thì thứ nhất là chúng ta sẽ lập kế hoạch phát triển này, sau đó chúng ta phân tích thiết kế, hiện nay các bạn đang học cái môn đó, và sau đó chúng ta sẽ phân tích, và sau đó chúng ta sẽ sang bước thiết kế. Đây chính là quá trình mà chúng ta lên ý tưởng của phần mềm. Cái implement thì là việc chúng ta sẽ coding nó, thì sau đó chúng ta chuyển sang cái bước là test, tức là chúng ta kiểm nghiệm lại nó, sau đó tích hợp với những hệ thống khác. Thì đấy là cái quy trình phương pháp mà 5 cái bước chính. Thế thì hiện nay thì chúng ta ứng dụng cái Agile Scrum, tức là chúng ta sẽ chia nó thành những cái vòng lặp nhỏ. Thì khi mà các bạn vào làm phần mềm cho những công ty, các bạn sẽ thấy cái phương pháp này rất là phổ biến. Hiện nay Misa cũng ứng dụng. Thế thì từ cái việc là cái tầm nhìn của project này, chúng ta sẽ chia nó thành những cái câu chuyện của người dùng. Sau đó sẽ lựa chọn cái trong cái bước lập kế hoạch ấy, thì chúng ta lựa chọn ra những cái chúng ta không thể làm hết một lúc được, thì chúng ta lựa chọn ra những đâu là những cái mà core function quan trọng nhất để chúng ta làm. Sau đó chia thành những cái vòng lọc và chúng ta làm ở đây. Và ở Misa thì cũng đang ứng dụng theo cái phương pháp này. Thế và đối với phương pháp này thì cái ứng dụng của chúng ta trong phát triển phần mềm với cái design thinking này sẽ như nào? Hiện nay thì bọn anh cũng đang ứng dụng vào để trong 5 cái bước này. Thì thứ nhất là bước bước 1 là trong khi lập kế hoạch ấy, thì trong bước này thì những người mà phân tích nghiệp vụ này, hoặc là những bạn là phát triển phần mềm thì phải thực sự thấu hiểu khách hàng, cũng xuống gặp những khách hàng thực tế, những phần mềm kế toán này, thì các bạn sẽ đi gặp những người kế toán, hoặc làm phần mềm mà cho kinh doanh, các bạn sẽ gặp những người kinh doanh, những cái anh chị quản lý và kinh doanh ấy, để hiểu xem họ cần gì, những cái thông số gì và trong quá trình kinh doanh họ như nào, để lựa chọn đúng những yêu cầu cần thiết mà chúng ta phát triển ở trong những cái phiên bản. Theo cả trong cái bước mà phân tích và thiết kế này, thì khi mà từ có những bản vẽ thì trên thiết kế trên phần mềm thì chính là mang những bản vẽ đó để có thể phỏng vấn người dùng xem là cái giải pháp của chúng ta định đưa ra như thế này để giải quyết cái vấn đề đằng trước này nó có đủ tốt hay không và có cần điều chỉnh gì hay không, thế trong thực tế nó có họ có dùng như thế hay không. Thì tức là trước khi mà chúng ta thi công thì chúng ta đã mang cái giao diện này ra cho khách hàng hỏi rồi, thế và nó chính là cái bước mà chúng ta phải dùng những cái tool để vẽ prototype, thì tí anh chia sẻ đằng sau để chúng ta đưa ra được. Thế trong cái khúc mà thi công xong thì cũng chính là cái việc của bọn anh cũng sẽ có những cái bước mà thí điểm trên khách hàng, tức là không phải là áp dụng thực tế và luôn, mà sẽ cho một vài khách hàng vào dùng thí điểm, và sau đó sẽ mở rộng dần cái tập khách hàng này ra, và trong quá trình thí điểm đấy nếu mà gặp vấn đề gì đó thì mình sẽ điều chỉnh và xử lý nó luôn. Thì đấy là trong 5 cái bước mà của phát triển phần mềm như thế này, thì bọn anh đều ứng dụng những cái bước này để gắn người dùng vào trong cái quá trình mình phát triển từng cái tính năng, và trong quá trình này thì họ sẽ tham gia vào cùng với mình, thì mình sẽ giúp mình làm theo cái phần mềm mà nó sát với thực tế hơn. Thì học design thinking như thế nào? Thì thực ra cái design thinking này thì thường như hôm nay anh chia sẻ mọi người là về lý thuyết. Thế thì thường họ sẽ để mà hiệu quả hơn ấy, thì họ sẽ thành những workshop thực tế. Và thông thường thì nó sẽ khoảng một ngày. Và chúng ta sẽ để mà học ứng dụng thì chúng ta sẽ ra được cái sản phẩm cuối đủ tiếng 5 bước của design thinking. Tại vì là cái design thinking này nghe thì cũng khá là dễ hiện, dễ nó đơn giản. Chỉ có 5 bước như thế. Và dựa trên người dùng và có cái việc là làm mẫu và thử nghiệm trước khi mà áp dụng hàng loạt. Thế tuy nhiên thì để việc mà chúng ta áp dụng được vào thì chúng ta sẽ phải có cái ứng dụng thực tế. Thì ở Misa của anh thì khi mà đào tạo thì ngoài cái việc đào tạo về lý thuyết thì sẽ có những cái chuyên đề để cho các bạn ứng dụng vào trong thực tế luôn, trong quá trình các bạn làm và trong sản phẩm. Thế và đây có thể là những cái hình minh họa khi mà học ấy, thì chúng ta sẽ có những cái mà đây là cái bước mà làm mẫu ấy. Thì dựa trên ý tưởng mà chúng ta phân tích đằng trước thì các cái nhóm sẽ làm những cái mẫu thử, hoặc là những cái bước vẽ prototype thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể ứng dụng ở đây. Thì áp dụng tại Misa thì bạn cũng đã ứng dụng rất nhiều, và trong quá trình tại Misa hiện nay như trong việc cải tiến phần mềm này, hoặc thậm chí trong những lĩnh vực mà tuyển dụng xây dựng thương hiệu cũng thế, hay trong cái quản lý nhân sự, hay là trong những việc mà phát triển kinh doanh hoặc là xây dựng cái chính sách, thì kể cả chính sách thì bọn anh cũng sẽ có những cái tìm hiểu trước về nhân viên để xem họ mong muốn gì, và ứng dụng thử để xem là nếu mình đưa ra chính sách như này thì nhân viên có thấy phù hợp hay không. Và trước khi mà ứng dụng vào thì gần như tất cả những hoạt động của Misa hiện nay thì đều có thể ứng dụng cái design thinking này vào trong quá trình mà đưa ra những cái giải pháp. Và trong phần mềm ấy, thì hoàn toàn đấy các bạn có thể ứng dụng những cách thức rất là đơn giản như này. Khi mình vẽ ra những giao diện để mang thử nghiệm trên khách hàng, hoặc có những cái tool thì từ những cái giao diện này chúng ta chụp ảnh vào thì nó sẽ liên kết được các chức năng để chúng ta bấm, thì nó sẽ ở đây là màn hình login, thì bấm thì nó chuyển được vào màn hình login. Thì chúng ta phải làm những cái giả lập như thế này để cho người dùng dùng thử trước khi mà chúng ta thi công, bởi vì nó sẽ giúp cho tiết kiệm thời gian hơn rất là nhiều. Hay hoặc là những cái tool hiện nay ở Misa cũng đang dùng cái XD, cái tool của bên Adobe này, để ứng dụng vào trong quá trình thiết kế prototype. Thì vẽ những cái hình ảnh minh họa ra, sau đó thì chúng ta sẽ đặt những cái liên kết vào để nó chuyển màn hình được, nó sẽ chạy gần giống như cái chương trình thật. Thế và chúng ta sẽ mang vậy sẽ mang những cái bản này vào để cho người dùng dùng thử, thế sau đó thì có điều chỉnh lại, sau đó mà đã thiết kế mà đã chạy ổn rồi thì mới chuyển cho đội thi công để bắt đầu đi thi công, để tránh cái việc là
chúng ta làm coding hết trên chương trình mất rất nhiều công, nhưng sau đó chúng ta quay lại sửa thì cái thời gian nó lâu hơn rất là nhiều. Thay vì chúng ta từ bước thiết kế thì bọn anh sẽ có những cái phỏng vấn và kiểm nghiệm lại trên người dùng trước. Thì những cái tool thì ngoài cái Adobe XD thì còn có rất nhiều những cái tool khác mà chúng ta phải ứng dụng vào. Hiện nay nó cũng đều hỗ trợ những cái tính năng này. Thì ok, trên đây là toàn bộ cái chia sẻ của anh liên quan đến cái kỹ năng về design thinking. Hy vọng là sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn một chút về quá trình khi mà chúng ta làm phần mềm thực tế. Thì không phải là cái câu chuyện mà chúng ta xây dựng ra những phần mềm dựa trên cái ý tưởng và cái tìm hiểu của chúng ta, mà quan trọng nhất là cái phần mềm chúng ta làm không phải là cho chính chúng ta sử dụng, mà chúng ta làm cho khách hàng, từ những người dùng bên ngoài họ sử dụng. Thì cần để làm ra một cái phần mềm nó sát với thực tế thì chúng ta nên liên kết họ và thực sự hiểu họ trong quá trình chúng ta làm phần mềm. Và với cái phương pháp như vừa rồi, hy vọng là có thể chia sẻ cho các bạn một chút kinh nghiệm để sau này khi các bạn làm hoặc trong quá trình thực tế các bạn làm thì các bạn sẽ hướng đến người dùng nhiều hơn và biết được cách thức làm sao tạo ra một cái phần mềm nó phù hợp với người dùng. Hy vọng là trong các bạn ngồi đây thì sau này sẽ có những bạn mà tạo ra những phần mềm mà thực sự tốt và thành công và hướng đến người dùng. Xin cảm ơn tất cả bạn đã nghe. Nếu bạn nào có câu hỏi thì có thể đặt câu hỏi thì anh sẽ chia sẻ thêm với mọi người. À, vâng ạ, vâng, cảm ơn anh Minh về những chia sẻ vừa rồi về design thinking. Và cho anh tin chắc rằng là với những chia sẻ vừa rồi của anh Minh thì chắc các bạn cũng đã hình dung được phần nào về cách áp dụng design thinking vào trong cái việc chúng ta học này, làm sản phẩm sau này, nếu các bạn tham gia vào quá trình làm sản phẩm tại doanh nghiệp, đúng không ạ? Và bây giờ còn bạn có bạn nào có cái câu hỏi, các bạn có thể bật mic lên và đặt câu hỏi hoặc là để lại phần nút chat không ạ? Thì với những cái câu hỏi hay thì Misa sẽ ghi nhận cũng như là báo lại với trường để mà cộng điểm rèn luyện cho các bạn nhé. Các bạn sinh viên có câu hỏi nào không ạ? Sau khi mà nghe về cái các bước để chúng ta áp dụng design thinking này, rồi về các ví dụ này, minh họa này, các doanh nghiệp cũng đã áp dụng design thinking vào trong quá trình sản xuất của mình rồi này, thì các bạn có câu hỏi thắc mắc gì không ạ? Ok, thì cho các bạn thêm 30 giây nữa nhé. Nếu có câu hỏi các bạn hãy để lại ở phần box chat hoặc bật mic lên để trao đổi trực tiếp với diễn giả của chúng ta. Hoặc nếu như có bất kỳ thắc mắc gì nữa về chương trình tuyển dụng thì các bạn có thể liên hệ với fanpage tuyển dụng Misa Software để được biết thêm nhé. Các bạn có câu hỏi nào không ạ? Rồi, bây giờ cũng đã là quá giờ của tiết học của chúng ta một chút rồi. Nên là nếu như các bạn có thêm bất cứ câu hỏi nào thì các bạn có thể liên hệ với Misa để được giải đáp thêm nhé. Và cảm ơn anh Minh về những chia sẻ vừa rồi ạ. Và để kết thúc cái buổi seminar ngày hôm nay thì Misa cũng có một món quà gửi đến cho các bạn sinh viên trong buổi học ngày hôm nay. Đó là một cái vòng quay may mắn khi mà các bạn đã điền cái link tham gia mini game vào cuối buổi ngày hôm nay rồi. Thì bây giờ xin phép anh Minh cho em share màn hình. Và ok, hiện tại thì các bạn chúng ta điền vào link ban nãy thì cũng đã có tên ở trong vòng quay này rồi, và sau đây chúng ta sẽ tiến hành quay và bộ quà tặng có giá trị của Misa sẽ được gửi đến các bạn. Các bạn vui lòng, nếu như bạn nhận thưởng thì sẽ liên hệ với fanpage tuyển dụng Misa Software để admin có thể hướng dẫn bạn cách nhận thưởng nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay vòng quay này ra ạ. Xin mời ạ. Không biết ai đây. Và nếu như mà ví dụ tên của một bạn nào hiển thị lên đây thì nếu như bạn ấy có mặt trong buổi học ngày hôm nay đến thời điểm bây giờ thì bạn mới được nhận quà nhé. Ôi, bạn nào đây ạ? Vâng ạ, xin chúc mừng bạn là Trần Xuân Vững ạ. Vâng, có bạn Vững ở đây không? Bạn Vững có thể bật mic lên giúp mình được không ạ? Dạ có. Chào Vững, thì, không biết là em có thể chia sẻ một chút về cái buổi cảm nhận của em sau cái buổi seminar ngày hôm nay được không? Thì em rất cảm ơn công ty đã đến buổi hôm nay ạ. Tại vì qua buổi hôm nay thì em có nhiều những kiểu các trải nghiệm và những kiến thức thực tế hơn ấy, và cũng bổ sung nhiều hơn về những kiến thức ở trong môn học này. Rồi,
Thế thì một lần nữa thì chúc mừng Vững đã nhận được phần quà của Misa nhé, và bạn vui lòng liên hệ với fanpage tuyển dụng Misa Software để bên mình có thể hướng dẫn bạn cách thức nhận quà nhé. Và một lần nữa thì xin cảm ơn anh Quỳnh Thanh Minh cũng như là tất cả các bạn sinh viên trong buổi học ngày hôm nay, và cho anh hy vọng rằng thông qua những chia sẻ của anh Minh thì các bạn đã có thêm được phần nào những kiến thức, cái phương pháp để mình áp dụng vào cái việc học của mình cũng như là cái việc làm sản phẩm của mình sau này. Và một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái buổi seminar của doanh nghiệp với khoa và trường lần sau nhé. Chào các bạn nhé. Chào anh Minh ạ.